chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì năm mới Tết Tây ở Úc thì mình xin chúc quý vị và các bạn nhiều năm mới, nhiều an khang và thịnh vượng và đạt nhiều thành công ha. Thì thông thường thì cái Tết Tây ở Úc thì thường kéo dài một tuần kỳ nghỉ, thường dài tới một tuần tới hai tuần. Thì hưởng theo cái không khí nghỉ lễ thì vợ chồng mình có một cái chuyến đi đặc biệt. Thì dự tính ban đầu thì vợ chồng mình sẽ đi Tasmania. Đây là một cái hòn đảo rất là nổi tiếng, ở đó có rất nhiều những cái nông trại nuôi cá hồi nổi tiếng và đã xuất khẩu đi hầu hết khắp thế giới ha. Nhưng mà hiện tại thì do là tình hình là năm mới cho nên là hầu như là những cái vé máy bay cũng như vé phà đi đến hòn đảo Tasmania đều đã đặt kín hết rồi, và bọn mình không thể nào tìm được vé để đi đến đó, cho nên thành ra là vợ chồng mình phải đổi kế hoạch là mình sẽ đi và thăm một cái bang khác, đó là cái bang nằm ở phía bắc của giáp với lại bang New South Wales nằm ở phía bắc, đó là bang Queensland. Thì mình cũng xin giới thiệu một chút về cái bang Queensland này. Thì bang Queensland này thì nó có khí hậu là khá là ôn hòa hơn ở cái Sydney và Melbourne ha. Khí hậu nó gần giống như là ở khí hậu giống như Việt Nam vậy đó. Thì thường là mùa đông thì nó rất là ấm và mùa hè thì nó khá là nóng, giống tương tự giống như khí hậu ở Việt Nam. Thì đây là một nơi những cái thích hợp cho những cái du học sinh mà người miền Nam ở như ở Sài Gòn như mình thì có thể chọn nơi đó là sinh sống nếu mà không quen với lại những cái khí hậu lạnh như là ở Sydney và Melbourne. Thì chuyến hành trình của mình thì khá là dài ha. Thì từ đây cho tới Queensland là Brisbane thì nó hơn 1.000 cây số, cho nên là bọn mình không thể nào mà mình chạy một mạch không ngừng nghỉ tới thẳng cái Brisbane được, mà bọn mình sẽ phải có một cái trận dừng nghỉ chân. Thì trên đường có nhiều cái có những cái địa điểm cũng khá là đẹp. Con chim. Thì có một cái địa điểm cũng khá là đẹp cho nên là bọn mình sẽ dừng chân ở cái khu một thị trấn nhỏ Paulina dọc đường đi, nhưng mà từ đây đến đó thì cũng đã hơn 800 cây số rồi, cho nên là thành ra là dự kiến đó mình đi là khoảng ít nhất cũng phải trên 10 tiếng ha. Cho nên là cái ngày hôm nay chuyến hành trình của mình hầu như là lái xe mà thôi. Dự kiến của hành trình của mình tới Brisbane và tham quan tới các điểm thì tới hơn 6 ngày đó. Thì mời quý vị các bạn hãy tiếp theo dõi cái cuộc hành trình của mình tới cùng đồng hành với mình, cuộc hành trình tới Queensland, Brisbane, thì xem là cái bang Queensland có những cái gì hấp dẫn và có những cái điểm đẹp nào mà đáng quan tâm. Nào, thì bây giờ thì mình hãy bắt đầu lên đường thôi, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng ở một cái dọc đường ha. Bây giờ là nãy lái xe cũng hơn gần 3 tiếng rồi. Bây giờ mình dừng cái quán cà phê. Bây giờ thì mình đi nghỉ ngơi, mua cà phê uống, rồi ăn trưa, sau đó là tiếp tục hành trình đi tiếp. Này là đi cái toilet bên kia, nên mình phải đi cái hầm mình chui qua. Đây là cái highway, mình không có đi băng qua được. Bây giờ thì mình tạm dừng, mình đổ xăng rồi mua cà phê rồi tiếp tục hành trình ha. Nãy giờ chỉ chưa được nửa đường nữa. Lái từ sáng tới giờ chưa được nửa đường nè. Bây giờ xin mua đồ ăn. Thầy bán quá trời đồ ăn, chưa cho lấy.
Kính chúc quý vị các bạn là cây cầu bắc ngang dành cho các loài động vật, tránh nguy hiểm cho người lái xe và cả động vật. Beach. Thì mình đã trên đường đi cái Queensland, thì đây là một trong những cái địa điểm nhìn xuống từ trên cao bờ biển rất đẹp ha. Thì mình theo nghiên cứu thì thông tin trên mạng thì nơi đây mình sẽ bắt gặp rất nhiều những con kangaroo, họ đi bộ ngoài tự nhiên và bờ biển này rất là đẹp luôn. Bạn nghe tiếng sóng đó. That's right. Và các bạn sẽ thấy rằng là người mới tới đây là nghe tiếng sóng đã rồi đó. Bao nhiêu mỏi mệt cũng hết rồi. Hồi sáng giờ đi chặng đường hơn gần hơn 500 mấy cây số. Mình lái liên tục luôn. Hai vợ chồng lái liên tục. Chỉ có nghỉ một chút đổ xăng rồi lái liên tục luôn. Thì trừ ăn trưa. Mình thấy nó đẹp giống như cái đợt mình đi cái Melbourne á, cái biển khá là đẹp. Và đường đi đây thì họ cũng lắc gặp thôi. Nãy giờ chồng mới sắm cái nón tay mèo đỡ nắng. Đó các bạn thấy, biển đẹp quá trời luôn. Hôm nay đây mình đi quay con kangaroo, thấy một gia đình con kangaroo ngay đây luôn. Con kangaroo ở đây là khá dạn dĩ và không sợ người các bạn ha. Mà bọn nó đã được gắn chip và gắn mã số theo dõi. Lần đầu tiên mình tiếp xúc gần như vậy luôn, gia đình kangaroo. Nước biển còn xanh ngọc, đẹp giống như thị sĩ vậy ha.
Và một điều lý, khi ngắm kangaroo thì không nên đứng và nên ngồi xuống ngang tầm với kangaroo để chúng nó không cảm thấy nguy hiểm và tấn công người xem. Thật là không uổng công khi mà lái xe ra tới đây ha. Mình ra đây là bao nhiêu mệt mỏi này kia nó tan hết luôn. Các bạn có thấy là con kangaroo rất là đẹp luôn ha. Con kangaroo này thì lại một loại nhỏ và nó lại hiền ha các bạn ha. Cho nên là thành ra là nó có thể sống, người ta mới để nó sống chung với lại khu dân cư, rồi mọi người có thể ghé thăm ha. Thì có một chỗ lại nó to và nó rất là hung dữ, cho nên là mình chỉ có thể ngắm từ xa mà thôi. Thì là kangaroo này là kangaroo loại nhỏ là hiền. Thấy biển này rất là đẹp luôn. Nội ra tới đây mà nghe tiếng sóng biển vỗ về thôi là đã thấy tâm hồn thoải mái và thư thái luôn rồi. Trong một chặng đường dài hơn 500 cây số mệt mỏi thì ra tới đây là thấy mọi thứ thì tan biến hết. Thấy là thiên nhiên rất là hoang sơ ha. Tâm giữ những cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lên đường đi tới địa điểm tiếp theo ha. Đây chỉ là một cái điểm dừng chân thôi, cuộc hành trình vẫn còn rất là dài. Quá trời con nó sống vô nhà dân mà. Hả cửa kính. Ui. Hello các bạn. Cửa dưới luôn quá à. Dừng lại đi. Nguyên một đàn luôn. Hai bạn. Nó vô sữa. In 400 meters, turn right onto Damerill Road. Bây giờ thì mình dừng lại, mình đổi tài ha. Mình lái hơi buồn ngủ nên mình đổi tài và tiếp tục được lên đường. Đây là một cái trạm dừng chân nhập đường nữa các bạn. Đó. Bây giờ mình đang ở trên đường đi tới khách sạn ha. Ngày hôm nay là chỉ có lái xe và lái xe thôi. Rồi tới khách sạn nghỉ ngơi. Bây giờ thì mình tiếp tục lên đường thôi. Cuối cùng thì cũng tới rồi, tới Berlin rồi. Đây là cái khu khách sạn mình đăng ký ở. Wow, tôm to chưa? Go straight on. Tôm to đùng luôn. Quất nguyên cái biểu tượng con tôm mà. Và bây giờ thì vợ chồng mình sẽ check in. Đây là một cái khách sạn nhỏ, trong đó có quán bia, quán bar. Và quý vị các bạn có thấy là có rất nhiều cái màn hình không? Đây là những cái màn hình có thể bán cá cược cho tất cả những khách hàng ghé đây uống bia. Và đây là cái khách sạn, nói đúng hơn là đây là cái nhà nghỉ của bọn mình ha. Do tình hình là mùa du lịch nên cũng không có nhiều lựa chọn. Hello, chào mừng quý vị và các bạn. Thì bây giờ thì mình đã tới thị trấn của Berlin rồi ha. Hiện tại thì mình đang check in cái khách sạn. Đây là một cái motel rất là nhỏ, cũng đơn giản thôi. Mình chỉ ở qua đêm rồi sáng mai mình đi thôi. Cho nên là do là đây là mùa du lịch cho nên giá thuê rất là mắc ha. Cho nên mình chỉ thuê một cái motel để mình nghỉ qua đêm.
Và thì chỗ mình ở thì ngay cái trung tâm của cái thị trấn của Bolina luôn ha, các bạn thấy đó, ở dưới là cái mình đang ở lầu trên, ở dưới là cái xe màu đỏ của mình đó, mình đang ở lầu 1 và phía bên kia là có cái bờ sông nè đó. Lát nữa thì mình sẽ đi dạo xung quanh thành phố, đi thẳng đi ra cái bờ sông luôn đó. Các bạn thấy rằng là chỗ này thì nó khá là yên tĩnh đó các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ đi dạo một vòng cái thị trấn, xung quanh thị trấn này ha, để coi xem là nó có những cái gì đặc biệt. Thì bây giờ mình ra đường thì mình thấy là rất là yên tĩnh các bạn ha. Hầu như là tiếng xe hay tiếng ồn rất là thấp. Đó, đây là xung quanh của thị trấn nè. Đó, đây là cái club của nó nè, nó bán bia, bán đồ nè. Bán bia, bán đồ ăn luôn. Trước kia thì có cái siêu thị, chỗ này thì có bán chicken, là bán gà, chắc gà nướng, gà chiên giòn gì đó. Cũng thấy khá nhiều món. Cuối cùng đắn đo thì bọn mình chọn một cái nhà hàng của Thái. Và đây là cái món chả giò kiểu Thái, và còn đây là bạc Thái. Đây là cái pancake, cái bánh chuối của kiểu Thái. Cái bạc Thái ở đây, quán này nhỏ nhỏ mà nó ngon ghê ha. Cái bạc Thái cũng rất ngon. Và cái chả giò của nó, là cuốn tôm của nó cũng rất là ngon luôn. Và bây giờ là cái món tráng miệng của mình, đó là cái bánh chuối. Ở trong nó chuối nè đó. Rồi nó cuộn lại, rồi nó chiên lên. Và vị cũng rất là ngon luôn. Nhìn giống như là cái cuộn phô mai vậy đó. Ăn nước mềm chuối, hình như là chuối nó làm nhuyễn rồi nó trộn với cái gì nữa ha. Cái mùi nó ăn nó rất là... Nếu như sự đặc á, chuối sắc ra rồi nó cuộn cái bánh xong rồi nó... Cái bỏ sữa đặc bên trong. Có cảm giác có sữa. Nó cuộn lại. Nói chung là ăn ngọt nhưng mà khá ngon. Không có ngọt cắt. Giờ mình có sơ sài không? Giờ mình sẽ kêu thêm một cái phần sơ sài. Mình cứ tưởng là ăn tạm tạm nhưng mà không ngờ là khá là ngon. Đây là món sơ xoài. Nãy mấy món kia ngon quá, giờ kêu thêm món xôi xoài cũng được, không xuất sắc nhưng mà cũng được, không bằng ở chỗ mình ăn ở city, nhưng mà ở một thị trấn vậy cũng là được rồi. Vào ngày lễ mà ăn 4 món hôm nay, nhưng mà nay kỳ nghỉ lễ dài rồi mà, thì hết 46 đô ha, cũng không mắc ha. Ăn những khu xa thì thấy rẻ. Bây giờ thì mình vô siêu thị mua đồ. Mình quên đem cái dao cạo rau. Giờ rau đi lỏng chởm xấu quá, giờ mình mua 7 đô 4 cái. Chắc xài phải mấy, mỗi cái xài chừng 2 đến 3 tuần ha. Chắc cũng xài mấy tháng mới xong. Nhà máy tính tiền tự động. Đường xá bên đêm đây vắng hoe luôn. Hello, buổi tối đây đường xá rất là vắng hả các bạn ha, vắng hoe luôn, không có người. Đây là khu đồng quê đúng nghĩa luôn. Quán xá giờ đóng cửa hết rồi. Đây chỉ có quán bia chắc còn mà thôi. Này là casino. Không phải casino mà đây là bán cá cược. Ở Úc thì hay có những cái bán những cái điểm bạn có thể cược cá ngựa, cược đá banh, cược đủ thứ hết ha. Bạn thích thì bạn mua đó, giống như vậy đó. Cho nên nó mở suốt đêm 24/24 luôn. Thì trong đó nó bán luôn đồ ăn, bia để phục vụ khách ngồi. Có những cái màn hình chiếu những cái trận đấu đá banh, những cái đội bóng chày đâu đó. Ở Úc nó cũng có lại bóng chày kiểu Úc, nó riêng nó rất là chuộng và nó cũng có bán cược luôn đó, cho nên là mọi người cứ vô đó mình mua thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay của mình. Hy vọng là video của mình sẽ đem đến những điều thú vị về nước Úc và cho các bạn
Mong rằng quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình ha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui. Bye bye.